Hello. Hello mọi người. Và hello, bây giờ chúng em đã tới chùa Bánh Xèo. Chùa Bánh Xèo. Bây giờ là cũng gọi là đi chùa Thiên Hòa nha cả nhà nha. Để nói đầu tiên cho Hùng Lý và các em gửi lời chào đến cả nhà trên kênh Sức Sống Mới và kênh Đêm Trăng Sáng 15. Thì hôm qua giờ chúng em đã từ Sài Gòn đổ ra Long Hải rồi tới Vũng Tàu. Bây giờ là chúng em mà từ Vũng Tàu đã đổ về. Bây giờ chúng em đã tới ở đây là thường thường người ta gọi là chùa Bánh Xèo nha cả nhà. Mọi người thấy cái vườn Lâm Tiền Ni này tựa tựa giống như bên chùa Bún Riêu vậy ha Nguyên Nguyên ha. Nếu mà vô ai không biết thì vô cũng thấy na ná giống như bên chùa Bún Riêu vậy. Nhưng mà tụi em thấy tương tự luôn. Nhưng mà tụi em thấy là ghé chùa Bún Riêu rồi nên là cũng đã ăn cũng đã cúng bái rồi, thì chùa nào mình có thể mình vẫn tới mình cúng được, tại chùa nào cũng có Phật hết trơn á. Nhưng mà tụi hai mẹ tụi em có YouTube đi theo thì tụi em mới nghĩ là thôi bây giờ mà chùa Bún Riêu thì đợt trước thì Thái đã quay rồi, thôi hôm nay chúng ta hãy đến chùa Bánh Xèo đi để quay lạ lạ cho nhiều người trên kênh Sức Sống Mới và kênh Đi Chân Sáng 15 của mình xem. Thì mọi người hãy cùng Hùng Lý dạo phía trong nha cả nhà nha. Đi nha cả nhà. Thấy nghe là có Bánh Xèo chưa? Hồi nãy giờ mấy em của em hỏi là giờ có Bánh Xèo chưa, em hỏi mọi người là vô không có khách mà kêu Bánh Xèo có đâu đổ chai ăn, bây giờ muốn ăn thì vô kêu đổ đúng không mọi người? Tại vì hồi nãy anh Hùng ăn là hai dĩa rồi giờ hồi nãy ăn hai dĩa bánh khọt, ăn hai dĩa bánh khọt không có no, vậy em ăn thêm giờ cỡ sáu cái bánh xèo nữa em mới no. Thôi chờ thôi giờ mình ơi mình đi chùa mình phải dạo ở đây trước tính điện chứ, bây giờ sao đi chùa mà vô kiếm ăn không vậy, chờ thiệt á. Hỏi anh vậy vô chùa không kiếm ăn không, vô ghé nhà ăn trước không mà chưa hết rồi Lộc ơi. Chưa hết giờ bê đói rồi đó, bê đói. Cô ba theo những cái clip thiền môn gì thì cả nhà mình Hùng Lý nghĩ á, thì thường thường là những cái clip nơi chùa và nơi thiền môn á thì ít có được xem hơn là những cái lúc mà gọi là vui vẻ dẫn hết. Nhưng mà Hùng Lý biết là chắc chắn là sẽ có một số em nghe nè chế, đang trên đường về nè chế, em không đón được luôn á. Thì gần ý là nó chung chung, ví dụ gì khi ghé tiểu đái thì tầm như 2 tiếng đi, 2 tiếng 2 tiếng mấy nữa. Dạ. Dạ chưa, em lấy em kiểm tra lại. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Hello cả nhà. Ý. Phật nhiều tay. Nhà em thích lắm mọi người. Thi thủ thiên nhãn quá. Mẹ thi thủ thiên nhãn là gọi đúng là mẹ thi thủ thiên nhãn. Bây giờ trong cái thời gian mà em giao lưu với mọi người á thì mọi người hãy cho em đứng, em tĩnh tâm chút để em văn vái mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát nha cả nhà nha. Tại vì thường á là quay vô mặt á thì mình cứ lo nói chuyện không à. Với lại em cũng kể cho mọi người nghe một điều là xì em sẽ văn vái mẹ sau. Mọi người biết không? Nhiều người trên kênh nó nói em có cái tật. Nhiều người trên kênh hỏi em sao Hùng Lý hả nói quá trời nói, thì hôm nay em cũng nói thật luôn là em nói với Thái, em vì khi Thái chưa có thống nhất về cái suy nghĩ của em nói vậy nè Thái, Thái ví dụ như Thế Chế đang làm gì đó, thì em cứ quay bình thường đi, cứ quay dạo qua Chế đang đi hay là Chế đang dạo, Chế đang lại Phật, em cứ coi như là Chế không biết gì hết, em cứ quay. Mà mỗi lần Hùng Lý có cái bệnh là mỗi lần mà ví dụ nó chỉ cái máy là nó chỉ vô mặt là Hùng Lý nói, đâu biết nghĩ tự nhiên đứng vậy mà tự nhiên chỉ vô cái mặt mình hoài mình không nói sao được. Mà nó có cái bệnh chuyên môn mà tự nhiên mở cái máy là nó chỉ vô mặt mà chỉ cái mặt nói thao thao thức thiệt, nói thô lao thao bất tận luôn. Bây giờ nó là em cứ Chế đang làm gì làm, em cứ quay bình thường đi, cứ không là mở máy lên là chỉ vô cái nói cái đầm ra thấy Hùng Lý nói hoài. Đây cả nhà nha, bây giờ Hùng Lý sẽ lại Phật cả nhà. Thank you.
con tôm dẻ là đúng không? Làm giống con tôm chứ không? Con em bánh xào. Ở đỏ. Thôi em ăn miếng miếng cơm ở chỗ sao ngon quá vậy? Ừ. Đây là xuất sắc vậy. Ủa đồ luộc kìa xanh múm luôn mọi người. Mọi người anh thấy ở đỏ tưởng là con tôm mà thì có con tôm dẻ đó tưởng giống vậy mà đó là cái đó. Đó. Ủa sắn. Đó. Ủa cả nhà ơi đặc biệt quá kìa. Cả nhà biết mà dạ. Khi mà em nhìn vô em thấy ăn em thấy là em hạnh cái dĩa này ngon nhất nha cả nhà. Tại vì em rất là hảo đậu bắp luôn, đậu bắp nhìn xanh ôm rất là ngon luôn. Và bánh xèo nè, hồi nãy em ăn một dĩa bánh khọt rồi đúng không? Mà vô đây thấy đồ chay vẫn thích ăn. Nha. Ngon mà. Dạ ngon. Chao ngon cho em một miếng chao luôn. Hello cả nhà nha. Bây giờ Hùng Lý sẽ chuẩn bị cùng chị em để ăn đồ chay. Tại vì ăn chùa bún riêu đã ăn rồi. Còn chùa bánh xèo mình chưa có được thưởng thức thì làm gì làm gì Hùng Lý có no vẫn ăn một chén. Để giống như là lấy cái lọc của chùa mình ăn xong mình cúng dường một ít gì đó rồi mình lấy lại được cái phần cơm chay rồi ăn cho thương tâm an lạc nha cả nhà nha. Thì hôm nay là đến chùa thì giờ cũng đã xong rồi thì Hùng Lý sẽ kết thúc clip luôn hai cả nhà ha. Bây giờ anh kênh Đưa Nhân Sáng 15 với lại kênh Số Sáng Mới cũng ăn một miếng cơm chay trong chùa để đi mình có biết là mình có ghé chùa bánh xèo mình ăn một miếng đồ chay bánh xèo gì đó trong chùa thì sau này có ai hỏi là đi chùa bánh xèo chưa thì mình biết mình nói ở trong chùa bánh xèo có cơm chay vậy 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 rồi có bánh xèo vậy 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 đó thì có biết là mình có ghé qua rồi ha cả nhà. Và kết thúc clip đó thì Hùng Lý xin nè xin chúc cho những người yêu thương của Hùng Lý trên kênh Sức Tâm Mới với lại kênh Đi Nhân Sáng 15 chúc cho cả nhà luôn luôn lúc nào thương tâm cũng an lạc, đặc biệt là những cái clip thiền môn như thế này thì cả nhà mình khi xem á thì hãy đặt cái tâm vào mình xem, hãy cùng van vái và cầu xin cùng Hùng Lý nha cả nhà. Mình không cần mình phải ở ngay chùa mình mới van vái được đâu. Thì cả nhà thấy Hùng Lý có sơ lược qua mà mọi người thấy trên clip á, thấy Mẹ Quan Thế Âm nè, thấy Đức Phật Bốn Sư và thấy Đức Phật Diệu Sư thì mình không có dịp để mình đến giống như anh chị em ở cộng đồng hải ngoại đó. Mà nếu mình chưa có dịp đến ở chùa Bánh Xèo này thì những cái clip mà Hùng Lý đang quay đứng ngay chùa Mẹ Quan Thế Âm, đứng ngay Đức Phật Bổn Sư thì chúng ta hãy cùng Hùng Lý và cầu xin van vái để cho gia đạo chúng ta luôn luôn được bình an vô sự và thương tâm an lạc nha cả nhà. Kết thúc clip, Hùng Lý xin chúc cho hai kênh những người yêu thương Hùng Lý được nhiều sức khỏe nè. Và ai xem qua cái kênh những lúc trong ở nơi thiền môn này thì thương tâm an lạc nha cả nhà nha. Bye bye cả nhà.